Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới để tải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Cùng thống trị TV show cuối tuần, các xe của Trấn Thành và Trường Giang thế nào? cùng là hai cái tên đình đám trong làng hài Việt Nam, Trấn Thành và Trường Giang ngày càng nổi tiếng và liên tục phụ sống trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ thành công trong diễn hài, cả Trấn Thành và Trường Giang đều lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như là MC, đóng phim điện ảnh và nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Thời gian gần đây, Trấn Thành và Trường Giang liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình cuối tuần, trong khi Trấn Thành vừa có mùa hè đại thắng với show thực tế hot nhất nhì, Running Man Việt Nam. Chạy đi chờ chi, hay loạt show, người ấy là ai, giọng mãi giọng ai, ơn sời cổ đây rồi, người bí ẩn, giọng ca bí ẩn, hát mãi ước mơ. Thì Trường Giang cũng không hề kém cạnh, anh cũng góp mặt trong các show như giọng mãi giọng ai, người bí ẩn, ơn sời cổ đây rồi, nhanh như chớp, tường lửa liên tục nhận show và mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả. Không ít người hâm mộ nhận xét đây là thời của Trấn Thành và Trường Giang khi liên tục thống trị mảng TV show. Cũng là diễn viên hài, cùng là MC và cùng xuất hiện trên nhiều chương trình, thế nên không ít người thắc mắc liệu cách xê của hai nam danh hài sẽ ở mức bao nhiêu. Trấn Thành với sự thông minh và hoạt ngôn từng xuất xuất hiện của Trấn Thành trên truyền hình ngày càng nhiều, ông xã Hai đi Quân cũng rất tích cực chạy show và tham gia các chương trình truyền hình, thế nên khoảng cách xe anh nhận được là không hề nhỏ. Với các chương trình truyền hình để mời Trấn Thành, các ông bầu phải chi đến 30 triệu cho mỗi tập phát sóng. Như vậy, cả một mùa theo game show, nam danh hài có thể dễ dàng bỏ túi cả tỷ đồng. Ngoài ra, để mời Trấn Thành đến dự sự kiện, thì có thể phải chi hơn 100 triệu đồng mới nhận được lời đồng ý của nam danh hài. Còn với các chương trình bên ngoài, một bộ show từng tiết lộ từ năm 2017, để mời Trấn Thành thì cái giá đã lên tới 6.000 đô la Mỹ. Cái tên Trấn Thành cũng rất thu hút các nhãn hàng nên anh có thể kiếm được vài tỷ đồng cho những hợp đồng quảng cáo lớn. Theo tiết lộ của nhiều bộ show event, các xe của Trấn Thành phải lên tới trên trăm triệu cho một show. Chưa kể các khoản phụ thu khác như là vé máy bay, đưa đi tỉnh, tiền ăn, ở khách sạn hạng sang, giá đóng TVC quảng cáo của Trấn Thành cũng được tiết lộ rơi vào khoảng 20.000 đô tới 30.000 đô cho một TVC. Trong một số liệu về tổng thu nhập, Trấn Thành khiến cho nhiều khán giả bất ngờ khi con số của anh cao gấp đôi so với danh hài lão làng Xuân Bắc. Đặc biệt, thời gian gần đây Trấn Thành lớn sân sang lĩnh vực điện ảnh và thu về không ít thành công, đặc biệt là thành công của hai bộ phim Cô Lại Vỡ Bầu và Trạng Quỳnh với doanh thu hàng trăm tỷ. Trong buổi họp báo ra mắt phim Trạng Quỳnh, Đức Thịnh đã tiết lộ chi đến 22 tỷ đồng để làm phim, trong đó phần lớn là cách xê cho Trấn Thành. Ông xã Thanh Thúy còn khẳng định nhiều lần cách xê của Trấn Thành vào hạng cao nhất trong showbiz Việt. Cách xê vào hàng khủng của showbiz Việt, Trấn Thành đã từng chia sẻ bản thân anh luôn nỗ lực làm việc và cũng không phủ nhận anh luôn cần tiền. Anh đã chia sẻ như thế này, có tiền tốt chứ, có tiền để làm được những điều mà bạn cần phải có tiền mới làm được. Tôi cần tiền nhưng tôi không thích tiền, tôi kiếm được bao nhiêu cũng sống được, kiếm được bao nhiêu tôi cũng thấy vui. Trường Giang cũng giống như Trấn Thành, Trường Giang cũng là ngôi sao hàng đầu làng giải trí Việt trong thời gian gần đây. Ông xã Nhã Phương cực lực chạy show, làm việc biệt mài, mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái. Trường Giang sinh ra trong một gia đình khó khăn, được bạn bè khuyên thi vào trường sân khấu điện ảnh. Trường Giang quyết định rời quê để lên Sài Gòn học. Thời điểm đó anh chỉ học hệ B và còn phải làm đủ thứ nghề từ bán nước suối đến chạy bàn quán nhậu để có thể có đủ kinh phí. Sau 2 năm cố gắng, Trường Giang cũng bị buộc thôi học vì không có tiền nộp học phí. Con đường nghệ thuật tưởng như đã chấm dứt với anh thì cái duyên với nghệ lại giúp cho Trường Giang gặp được Khủ Lộc và Hoài Linh. Từ những vai quần chúng, Trường Giang bắt đầu thể hiện được tài năng và dần khẳng định mình ở trung tâm nụ cười mới. Ở thời điểm đó, Trường Giang cho biết thù lao của mình chỉ là 50.000 đồng. Trong tiểu phẩm khó, Trường Giang ngang ý tượng mạnh mẽ cho khán giả với hình ảnh ông già Quảng Nam, khó tính nhưng lại rất duyên dáng, hài hước. Thành công của vai diễn này mang lại bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp và cuộc sống của Trường Giang sau này sau vai diễn này thì tên tuổi của Trường Giang bắt đầu được công chúng biết đến và anh thực hiện nhiều mini show cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như là hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành. đến thời điểm hiện tại tù lao để mời được Trường Giang biểu diễn một tiết mục là một con số khá khủng từ 40 đến 60 triệu đồng. ngoài ra các chương trình mà Trường Giang làm MC giúp anh thu về 30 triệu đồng cho mỗi một tập tất cả là còn chưa kể đến những thu nhập từ quảng cáo và đóng phim của Trường Giang. Không những thế, bộ phim 49 ngày do Trường Giang thủ vai chính đã đem về doanh thu 15 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Như vậy, Trường Giang hoàn toàn có thể thu nhập 1 tỷ đồng trong một tháng. Cương vợ như trứng mỏng Trấn Thành, Trường Giang rủ nhau xoắn ngôi những ông chồng đảm nhất showbiz. Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Trường Giang ngày càng đảm đang quan tâm và chăm sóc vợ chu đáo, khiến cho dân tình phải ngưỡng mộ. Trấn Thành và Trường Giang từ xưa đến nay vẫn luôn được em ra so sánh về độ nổi tiếng. Mức cách C, cuộc sống đời tư bởi cả hai đều là MC, diễn viên hài ăn khách nhất hiện nay. Mặc dù định hướng theo đuổi nghệ thuật nhưng tỷ phi bủ bay của cả hai khác nhau. Thế nhưng Trấn Thành Trường Giang vẫn có rất nhiều điểm trùng hợp. Đó chính là điều sẵn sàng bước qua mọi sóng gió dư luận để tìm được bến đổ cuộc đời bên người con gái mà mình yêu thương nhất. Không những vậy cuộc sống sau khi kết hôn của hai MC diễn viên hài này cũng giống nhau đến kỳ lạ trấn thành danh hiệu ông chồng quốc dân hẳn thuộc về tay nam danh hài trấn thành bởi sau tất cả những gì nam nghệ sĩ này đã làm cho bà xã hari quân khiến nhiều khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ hình ảnh một nghệ sĩ với hàng triệu người theo dõi trên trang cá nhân vào bếp lúc nửa đêm chỉ để làm món bì xào trứng lấp đầy chiếc bụng rỗng của vợ đã làm cho người hâm mộ thích thú. Sau hơn 2 năm kết hôn, tình cảm Trấn Thành dành cho người bạn đời không hề gia giảm. Trái lại, ngày một nhiều hơn, đến mức anh không ngại việc vào bếp bất kể thời gian hay chấp nhận muối mặt nhiều lần để đổi lấy tiếng cười của vợ. Mới đây, Hà Điều Quân đã khiến người hâm mộ phải ghen tị khi có ông chồng thấu hiểu quan tâm. Đi làm về khuya tôi quá mệt Nhưng anh ấy nói em muốn ăn mì không anh nấu cho Trước giờ chưa bao giờ anh ấy nấu gì cho tôi cả Nên tôi gật đầu liền Và cũng khá là ngon đấy Đối với người ta chỉ là mì gói xào như tôi thích Tình yêu tràn đầy Harry Quân viết trên fanpage cá nhân kèm theo đó Là bức ảnh ông chồng nổi tiếng của mình đang hiện hùi vào bếp Trấn thành Harry Quân vấp phải chỉ trích của dư luận công khai hẹn hò Chỉ sau vài tháng nữa ca sĩ người Hàn Tuyên bố chia tay tình 9 năm nam rapper tiếng đạt dẫu bị ném đá nhưng cặp đôi vẫn đến với nhau bằng đám cưới diễn ra vào tháng 12 năm 2016. Sau khi kết hôn Trấn Thành và hai Điều Quân dần lấy lại sự yêu thương của khán giả bằng những mẫu chuyện nhỏ vui nhộn trong gia đình. Cả hai thường xuyên lấy người kia ra làm trò và không ngại ngần bêu xấu nhau cho khán giả cùng biết. Nhưng chính sự gần gũi và đáng yêu này đã giúp cho khán giả hiểu hơn vì sao hai nghệ sĩ bất chấp tất cả để đến được với nhau. Trường Giang giống như Trấn Thành, Trường Giang cũng sẵn lòng chiều vợ và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất có thể. Thậm chí nam diễn viên Hà Sư Quảng còn khẳng định kết hôn rất vui và chưa bao giờ dám cãi lại Nhã Phương. Mọi người cũng biết phe nào mạnh hơn rồi đó, đương nhiên là phe vợ rồi, không ai dám cãi lại rồi. Ngoài ra, nếu Trấn Thành hai đứa quân đều cùng một người quản lý thì Trường Giang Nhã Phương ngược lại. Tuy nhiên, với nam diễn viên, đó không phải vấn đề quá quan trọng để cả hai nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống. Trường Giang nói, hai vợ chồng thuộc công ty khác nhau nhưng không ép ai phải về chung với nhau. Mỗi người buộc định hướng riêng trong công việc. Không liên quan tới nhau, còn định hướng chung là xây dựng tổ ấm gia đình. Khi cùng giải quyết một việc của gia đình thì chúng tôi sẽ cùng quyết định. Bên cạnh đó, khả năng chiều vợ của bộ đôi MC diễn viên này còn được minh chứng qua những đoạn khoảnh khắc đời thương mà mỗi khi chứng kiến bất cứ ai cũng phải đem lòng ngưỡng mộ. Theo nhận định của một số khán giả thì chính sự ân cần mà cả hai dành cho bà xã của mình đã là câu trả lời rõ nét nhất về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngay cả khi họ sẵn sàng từ bỏ sự tự do cá nhân và đưa bản thân vào một khuôn cổ định sẵn để vun đắp cho gia đình nhỏ. Harry Won nhận đẹp đôi với Trường Giang, Trần Thành nói bị mù màu à, ngang ngược. Trương Giang còn nói với Việt Hương về Trần Thành, cái thằng kia mình phải đăng báo để người ta không mời nó nữa. Tối ngày 7 tháng 7 vừa qua, tập 8 chương trình Người Bí ẩn đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị. Trương Giang nói về Trần Thành, cái thằng kia mình phải đăng báo để người ta không mời nó nữa. Mở màn chương trình Việt Hương bước ra một mình không có Trần Thành đi cùng. Trương Giang thấy vậy mới hỏi rằng tại sao hôm nay bước ra một mình lẻ lo đơn độc như vậy. Việt Hương đáp rằng giàu quá để làm gì, đuổi cái ông quản lý cũ Trấn Thành rồi, quản lý cũ già, ăn nhiều mập. Bây giờ nghệ sĩ hay có kênh ẩm thực, tôi làm ẩm thực thì tôi phải mướn quản lý mới, đẹp trai, mỏng manh, ít ăn. Bây giờ MC hãy coi xem người mới của tôi có được không nhé. Việt Hương vừa nói xong, diễn viên Tuấn Trần bước ra đầy thư thái, một cách model với chiều cao khủng dáng siêu gầy, khi cho Trương Giang thốt lên, ngon à. Việt Hương giới thiệu tiếp, thấy thằng quản lý mới này thông minh chưa, lại cao giáo. Nếu người ta nói tôi về chiều cao, tôi đẩy thằng quản lý của tôi ra, người ta im liền. Tuấn Trần sau đó bước ra sân khấu liền hỏi Việt Hương, chị có muốn ăn gì không? Việt Hương nghe xong vội reo lên, đây thấy chưa, trong khi quản lý cũ, tôi phải hỏi em có ăn gì không để chị còn đi mua, Quản lý mới vừa trẻ vừa đẹp trai lại hỏi như vậy. Trương Giang lề khuyên Việt Hương, cái thằng kia, mình phải đăng báo để người ta không mời nó nữa, chứ chúng ta mời nó, nó ăn hết của nhà người ta. Việt Hương ngăn lại và nói rằng, hôm nay nghe đồn nó nhảy qua làm quản lý cho người khác, có bé đó người nước ngoài nên không biết, mê muội nó lắm. Việt Hương vừa nói xong, Trần Thanh và Harry Won xuất hiện, ôm nhau đầy thắm thiết. Việt Hương phải thốt lên, vẫn là nó, vẫn trà trội và sơ bít, tức dễ sợ. Tuy nhiên Harry Won vừa nhìn thấy Tuấn Trần xuất hiện liền đẩy mạnh trấn thành và lao tới trai đẹp. Trần thành bị phũ liền tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoang mang. Sau khi chạy tới Tuấn Trần, Harry Won nói với Trần Thành: "Anh thấy không, cao hơn, to hơn vậy đó." Sau đó Harry Won liều lĩnh nói với Trần Thành: "Anh ơi, hôm nay em tưởng ra ngoài chúng mình mặc cái gì đó đẹp đôi các thứ, nhưng em cảm thấy em với Trường Giang đẹp đôi hơn, nhìn màu quần áo nó tương đương, tương đồng với nhau." Trần Thành nghe vậy liền phản bác, mắt bị mù màu à. Màu này với màu này hợp hơn, ngang ngược. Harry Won cũng không được Trường Giang ủng hộ, liền quay ra trách. Sao anh không chịu hợp tác với em? Sau khi ổn định vị trí đội chủ đội khách, Trường Giang giới thiệu. Những người tạo nên thành công cho chương trình xin giới thiệu nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trần Thành. Đội khách hôm nay đẹp lộng lẫy, khiến bên trái họ trở nên mờ nhạt. Trần Thành ngay vậy liền nói, sao mờ nhạt, bên kia là những mầm non mới nhú, còn chúng tôi là sắc đẹp, Tùy vô thời gian. Trường Giang lập tức đẩy sang Harry Won. Về nhan sắc tôi không dám bình luận, mời Harry có ý kiến. Harry bật cười nhẹ nhàng từ chối. Vì hạnh phúc gia đình nên tôi xin im không nói gì hết. Trần Thành lớn giọng: Thôi bà đừng có xạo. Sau đó anh nói: Đội nhà chúng tôi chơi một cách dĩ hòa vi quý và nương tay. Vì đối khách còn trẻ nên không chặt chém. Với lại gia đình mà người ta lãnh giải cũng đâu có sao. Nhưng ý định này của Trần Thành bị Trường Giang phản đối và kêu gọi phải chơi thực sòng phẳng. Cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.